Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn một cái bản đồ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tỷ lệ 1/2,2 triệu, kích thước 82 nhân với 1/12 cm, chiều 82 là chiều ngang của bản đồ, còn chiều 1/12 là chiều cao của bản đồ. Bản đồ này được biên tập và chế in offset năm 2018, là bản đồ mới nhất hiện nay. Bản đồ này còn gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nội dung chủ yếu được thể hiện là sự phân chia hành chính lãnh thổ của các tỉnh và thành phố. Việt Nam chúng ta hiện nay gồm có 63 tỉnh thành, 5 thành phố trực thuộc trung ương, đó là Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Bản đồ thể hiện các cái lớp nội dung như sau. Thứ nhất là về dân cư. Thứ hai là về biên giới và địa giới. Thứ ba là về giao thông. Thứ tư về các cái yếu tố kinh tế, văn hóa, xã hội. Và chúng ta muốn đọc được cái nội dung của bản đồ thì chúng ta phải bám sát vào cái bảng chú dẫn. Chú dẫn là một cái chìa khóa để đọc một cái bản đồ. Trên bản đồ chúng ta dùng các cái ký hiệu quy ước và các ký hiệu hình học, gồm có cái hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật, và thể hiện các cái màu sắc khác nhau, cấu trúc của ký hiệu khác nhau để biểu thị đối tượng, các cái yếu tố tự nhiên, kinh tế, văn hóa, xã hội. Ví dụ như thủ đô chúng ta ký hiệu là cái ngôi sao, xung quanh là màu đen, ở giữa là màu đỏ. Trung tâm hành chính thì có màu đỏ. Nhưng đối với các cái thành phố thì thực ra hình vuông, và các cái tỉnh lỵ thì chúng ta dùng hình tròn. Đây, chúng ta sẽ dùng hình tròn. Những cái thị xã, trung tâm thị xã thì chúng ta sẽ dùng cái hình tròn. Đây, ví dụ như thị xã Giang Nghĩa đây, thị xã Đồng Xoài thì chúng ta dùng hình tròn. Còn thành phố Tây Ninh thì chúng ta dùng hình vuông, cũng là cái trung tâm hành chính nhưng mà biểu thị các cái ký hiệu khác nhau. Thành phố trực thuộc trung ương và thành phố trực thuộc tỉnh thì khác nhau về cái cấu trúc bên trong ký hiệu. Thị xã thể hiện một cái vòng tròn và có một cái chấm ở giữa. Còn dân cư khác là các cái thị trấn, là các cái làng bản mà có yếu tố đặc trưng thì chúng ta thể hiện vào một vòng tròn rỗng. Rồi là tên tỉnh có cái màu sắc là màu tím và có cái phông chữ như là cái chữ Hòa Bình này thì là tên tỉnh. Rồi là tên thủ đô Hà Nội như là Phần Đông Bênh hay là Viên Chăn. Rồi là thành phố trực thuộc trung ương, chúng ta cũng ký hiệu một cái kiểu phông khác nhau, là ví dụ như Đà Nẵng, Hải Phòng, Hà Nội. Hà Nội thì là thủ đô rồi, không nói, nhưng mà còn có 4 thành phố lớn trực thuộc trung ương như là Hà Nội, như là Hải Phòng, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Còn thành phố trực thuộc tỉnh thì như ví dụ như Huế là cái dùng cái phone viên là tham chữ in béo. Tên thị xã là dùng cái ký hiệu như hình ảnh đây. Rồi tên địa danh khác như là Vĩnh Bảo. Rồi biên giới quốc gia thì chúng ta giáp về phần đất liền, chúng ta giáp với có Trung Quốc, giáp với Lào, giáp với Campuchia là biên, gọi là biên giới quốc gia. Còn trong nước thì người ta gọi là địa giới, thì gồm có địa giới tỉnh, và các cái cấp bản đồ thấp hơn thì có địa giới huyện, địa giới xã nữa, nhưng ở bản đồ này chỉ thể hiện địa giới tỉnh thôi. Đó, chỉ phân chia hành chính đến cấp tỉnh. Hai nữa thể hiện giao thông là đường sắt,
Là ký hiệu đây, ký hiệu của đường sắt. Đường sắt này, đường sắt. Là hai cái nét đen ở hai bên và có một cái đường trắng ở giữa ngắt quãng. Rồi đường ô tô trục và số đường. Cứ cái số mà có vòng tròn tròn, cái số mà có vòng tròn này là ký hiệu là đường quốc lộ và đường ô tô trục. Và đường màu đỏ này mà có một nét thì đường ô tô nhánh, cũng tương đương như là đường cấp tỉnh hoặc là đường liên huyện. Đường Hồ Chí Minh thể hiện riêng là có màu vàng ở giữa. Và đường biển, rồi các điểm du lịch là ký hiệu là cái hoa thị, bãi tắm và ký hiệu cái ô, sân bay là ký hiệu bay bay, cảng là ký hiệu là cái mỏ neo, san hô là ký hiệu là cái bông, là cái hình hoa rích rắc. Thế thì trên cái bản đồ này chúng ta nhìn vào cái bản chú dẫn thì chúng ta sẽ đọc được các cái yếu tố nội dung của bản đồ. Và trên bản đồ này thể hiện rõ ràng sự phân chia hành chính của các tỉnh, thành phố với nhau bằng các cái đường ranh giới tỉnh, hay còn gọi là địa giới tỉnh, và thể hiện mỗi tỉnh là một màu khác nhau, bên cạnh nhau là không trùng màu với nhau, để sự phân biệt giữa tỉnh này với tỉnh kia. Và có một cái lớp bo lót ở giữa cái đường ranh giới để chúng ta làm nổi bật lên cái hành chính của từng tỉnh. Đây là cái dữ liệu là ảnh scan để cho quý vị và các bạn nhìn cho nó rõ, nó không bị ảnh hưởng các yếu tố về màn hình. Còn đây là bản đồ về cơ sở dữ liệu được thiết kế trên phần mềm Freehand. Đây là dữ liệu vector. Chúng ta có phóng mãi thì nó vẫn là yếu tố vector nên là rất là rõ nét. Đây, mỗi một cái tỉnh chúng ta lại thể hiện một màu. Ngoài ra chúng ta còn thể hiện các hệ thống đường kinh vĩ tuyến. Đường kinh độ là theo chiều thẳng đứng, còn đường vĩ độ là theo chiều nằm ngang. Và chúng ta chạy từ 102 độ cho tới 117, 18 độ ở ngoài này để thể hiện được cái sự toàn vẹn lãnh thổ gồm trọn vẹn hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Quần đảo Hoàng Sa thì thuộc huyện Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng của Việt Nam. Và quần đảo Trường Sa thuộc huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa của Việt Nam. Thì gồm rất nhiều các cái bãi đảo, bãi đá ngầm, rồi là bãi chìm, bãi nổi. Rồi thể hiện các cái đường biển đi các cái quốc gia khác. Và trên đó có biểu thị các cái khoảng cách trên các cái tuyến hải trình. Và hệ thống sông suối thì chúng ta cũng được biểu thị một cách đầy đủ các cái hệ thống sông chính của lãnh thổ Việt Nam. Ngoài ra chúng ta còn thể hiện phân tầng độ sâu của biển Đông thì chúng ta phân làm các cái tầng màu sau, như là tầng xanh lơ nhẹ, xanh lơ vừa vừa, xanh lơ đậm và xanh lơ rất đậm để chúng ta biểu hiện cái độ sâu. Màu càng đậm thì độ sâu càng sâu, và màu càng nhạt thì là càng nông, biển càng nông. Đây là bản đồ hành chính, chúng ta cũng chỉ biết một cách khái lược về cái độ sâu chứ chúng ta không biểu thị chi tiết là từng cái vùng ấy là có cái độ sâu là bao nhiêu mét. Chỉ có cái từng vùng, từng tầng độ sâu thì chúng ta có ghi chú trên cái viền khoanh vùng của cái tầng màu. Ví dụ như tầng này là tầng 200, màu xanh này là 200. Và
Về đến đất liền này thì là từ 0 cho đến 200, nhỏ hơn 200. Còn cái tầng này để chúng ta từ 200 đến 1.500, còn tầng này là trên 1.500, từ 1.500 cho tới 4.000. Đây, 1.500 đây và 4.000 đây. Thì còn cái tầng sâu nhất là trên 4.000, 4.000 mét, tức là 4 cây số. Đây là giới thiệu với các vị về các bạn về một cái bản đồ hành chính Việt Nam, hay còn gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tỷ lệ 1 phần 2 triệu 2, kích thước 82 cm nhân 112 cm theo chiều đứng. Chiều 82 là chiều nằm ngang của bản đồ. Chiều 112 là chiều 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 cao của bản đồ. Bản đồ này được in offset năm 2018 là bản đồ mới nhất hiện nay. Quý vị và các bạn có nhu cầu mua thì xin liên hệ theo cái địa chỉ của chúng tôi là công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển cơ sở dữ liệu GIS và thành lập bản đồ. Và chú quý vị đặt hàng có thể là gửi vào email. Chúng ta gửi vào email và bản đồ netvn@gmail.com. Giá của bản đồ là 120.000. Đã bao gồm cán bóng hai mặt và đóng gói vận chuyển cho quý vị bằng ống nhựa PVC để tránh nhầu nát bản đồ. Đã bao gồm tiền vận chuyển, chưa bao gồm thuế VAT, vì đây là cái giá trị nhỏ hơn 200 nên chúng tôi không xuất VAT. Còn chúng tôi sẽ cho quý vị xem một cái bản mẫu về cái cán bóng bản đồ hai mặt. Đây là mặt trên và mặt dưới của bản đồ được cán bằng máy nhiệt và đảm bảo bản đồ không bị ngấm nước, nhầu nát và làm tăng cái độ bền của bản đồ, tăng độ thẩm mỹ của bản đồ. Đấy là về cái cán bóng hai mặt. Tôi sẽ quay lại một lần nữa cho quý vị xem. Đấy, đây là mặt dưới này, mặt dưới ở đây, mặt trên ở đây, bằng nhiệt, máy cán nhiệt. Hai nữa là đóng gói vận chuyển cho các quý vị và các bạn sẽ bằng một cái hình ảnh bằng cái chất liệu về ống nhựa PVC để tránh bản đồ bị nhầu nát. Thì chúng tôi cũng cho các quý vị xem cái hình ảnh đó để quý vị yên tâm. Đây, chúng ta sẽ quấn bản đồ lại và chằng dây chun để đưa vào cái ống nhựa PVC có nắp đậy hai đầu, và chúng ta sẽ vận chuyển trong toàn lãnh thổ Việt Nam, trong toàn quốc đều đảm bảo an toàn, bản đồ phẳng chứ không phải bản đồ chúng ta gấp lại làm nhiều thép gấp thì chúng ta có những cái nếp nhăn sẽ không sử dụng được. Sau này chúng ta có thể sử dụng cho bản đồ để là đóng nẹp hai đầu để treo tường nếu chúng ta dùng đơn giản và chưa có cái nhu cầu cao về hình thức cũng như là về sử dụng lâu dài, thì chúng ta có thể dùng đóng nẹp hai đầu. Đây là mẫu mẫu nẹp. Đấy, chúng ta có thể dùng cái nhựa. Đây là nẹp nhựa, nẹp bên trên và có một cái nẹp bên dưới. Đây, tôi lấy một cái hình ảnh khác để chúng ta thấy được là cái có cái nẹp hai đầu. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy rất là rõ cái hình ảnh của nó. Đây, chúng ta sẽ làm cái nẹp hai đầu bằng nhựa. Và đây là cái thanh nhựa không bị cong hai đầu. Chúng ta treo qua hai cái móc treo ở hai đầu này thì sẽ bản đồ sẽ không bao giờ bị võng, bị cong cái thanh nhựa này. Đấy là bản đồ là đóng nẹp hai đầu. Hoặc chúng ta sẽ dùng bản đồ để
đi công tác hay là dùng vào một khác quấn đi quấn lại thì chúng ta để nguyên và chúng ta quấn lại, quấn tròn lại, quấn tròn lại như cái bản đồ Cộng hòa Xã hội Việt Nam đây, nhỏ nhỏ đây, chúng ta quấn tròn lại thì tránh sự nhầu nát và nhăn gãy hỏng. Còn đây là cái mẫu hình ảnh cán bóng hai mặt, thì giới thiệu với quý vị và các bạn là thấy là cái hình ảnh của nó là cái mặt dưới đây, mặt dưới là cái màng màng bốp. Màng bốp này là một cái loại màng đặc biệt, rất phẳng, rất nhẵn, rất bóng nhưng mà lại rất dai, nên cán bản đồ phẳng nhẵn như một mặt kính. Đây là cái hệ mặt, cái màng mặt trên, và chúng ta dùng hệ thống máy có cái rulo nhiệt để chúng ta cán xuống. Khi gặp cái màng chạy qua cái rulo nhiệt này thì màng sẽ bị chảy ra và ép trên cái bề mặt bản đồ. Tôi sẽ cho quý vị và các bạn xem một cái mẫu khung mà chúng ta có thể đóng khung bản đồ. Thì là hình ảnh là tùy theo cái nhu cầu của các bạn sử dụng, và các bạn chỉ mua bản đồ về các bạn có thể làm các cái yếu tố trên đó. Các bạn có thể là làm khung gỗ hoặc là hai đầu hoặc là để tờ rời. Đây chúng tôi sẽ có những cái mẫu khung. Đây là khung này là khung 3 phân. Thì chúng ta treo lên tường nó rất là đẹp. Quý vị thấy cái video này hữu ích thì xin hãy bấm đăng ký để các quý vị được nhận được các video tiếp theo. Và tôi sẽ làm rất nhiều các video về bản đồ, tất cả các loại về bản đồ, chuyên đề, bản đồ địa hình, bản đồ hành chính, nói chung là ở dạng phổ thông. Và làm tiếp các cái video về hướng dẫn các phần mềm sử dụng trong bản đồ như là MapInfo, MicroRotation, Freehand, Illustrator, CorelDRAW. Nên quý vị đăng ký kênh và bấm like để ủng hộ chúng tôi. Chúng tôi sẽ ra được nhiều các video tiếp theo để phục vụ cho quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.